chào tất cả mọi người. Tôi là Ánh Tuyết, đến từ nhãn hàng Tôn Giác, là một trong những tỉnh thành thuộc khu vực phía Bắc. Tôi rất mong đợi chuyến xe cơ hội đổi đời đến tại nơi đây. Và ngày hôm nay, trong không khí giá lạnh của huyện miền núi, chuyến xe cơ hội đổi đời đầy ý nghĩa và nhân văn đã đến với Phú Thọ quê hương tôi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đồng hành với cơ hội đổi đời thôi nào. Anh Đông ơi, anh có nhà không ạ? Có ạ. Ừ. Chào anh. Ừ. Chào cô vào nhà uống nước. Vâng. Chào anh Đông. Ừ. Giới thiệu với anh, tôi là Ánh Tuyết. Ngày hôm nay thay mặt cho chương trình Cơ hội đổi đời, tôi đến thăm anh và tìm hiểu về gia đình nhà mình. Ừ. Anh phát hiện ra mình bị chất độc màu da cam từ bao giờ ạ? Từ lúc sinh ra. Thế anh Đông bây giờ được mấy cháu ạ? Em được 2 cháu ạ. Vâng. Chẳng mẹ nó sinh ra, mẹ nó bỏ đi từ lúc nó còn nhỏ, nó học mẫu giáo. Tôi có 3 đứa con. Đứa đầu thì do nhiễm chất độc hóa học của ông nội với bố để lại, đứa mất rồi. Tôi thì nhiễm chất độc da cam thì nó làm cho tôi tàn tật, đau chân, đau đầu, nó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của tôi. Tay tôi bây giờ nó co quắp và coi như không có cảm giác gì nữa. Chân bây giờ nó teo cơ, bây giờ nó đi lại nó hơi vất vả, khó khăn. Vẫn lau từ xương đến sống lưng mình. Bố cháu bị bệnh tiểu đường và chất độc màu da cam. Tối bố cháu bị đau thì cháu với em cháu đấm bóp cho bố cháu. Răng tôi bây giờ nó cũng ảnh hưởng theo ấy, vì nó thoái hóa thì nó khó chịu, ăn không ăn được. Lắm lúc nó già nó cũng khóc với tôi, nó tủi thân. Thế mà tại sao lại bệnh tật là cứ dồn lên con. Tôi cũng thấy rất là tủi. Thế là lắm lúc nó cũng đông buồn. Bố thì bảo như nếu gánh được bố, sẵn sàng bố gánh. Nhìn thấy bạn bè có gia đình đầy đủ, cuộc sống được ăn no, cháu thấy chạnh lòng ạ. Thường ngồi khóc một mình ạ. Cháu mới học lớp 6 thì có nhiều bạn hay trêu mày đi học sao chẳng ai đi cùng. Lúc đó cháu rất là buồn và tủi thân. Tôi ở trong căn nhà được 17 năm rồi. Cứ chú nhìn nó rỗ những cái rột rột là lấy cái chậu cái song là cứ hấm quanh đây này, chỗ giường cháu ở đây nhìn bác cái chú nhìn sao phải tránh cái bạt thì là che không nó tát mà nó trên cứ tát vội hết xuống đây này thì mưa gió to quá là phải chạy sang nhà khác còn mình không ở đây được. Hè thì cháu đi làm, đi phụ giúp của quán ấy để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, làm từ 9 giờ sáng đến gần 12 giờ đêm. Công việc thế cũng áp lực ạ. Chiều cháu được nghỉ thường cháu lên đồi để lấy củi ạ. Đường rất là khó đi. Tại vì mùa lạnh này cháu phải cố gắng lấy củi để về để còn sưởi ấm cho gia đình. Vợ của tôi là bỏ cháu đi từ lúc cháu còn 5 tuổi ạ. Bố con đùm đùm gió mà nuôi nhau thôi. Mẹ cháu để cháu ra đến bây giờ thì cháu vẫn chưa được nhìn thấy mặt mẹ cháu. Bây giờ mẹ cháu quay về đón bọn cháu đi, bọn cháu cũng không đi, mẹ cháu bọn cháu ở 14. Cháu học chứ cháu không bỏ cuộc ạ.